Xin chào các bạn. Được mệnh danh là một trong những cái nôi của nhân loại, Ethiopia, quốc gia nằm ở cửa ngõ châu Phi, sở hữu những cảnh vật không có ở bất kỳ đâu trên thế giới. Cùng với đó là một nền văn hóa độc đáo, với những bộ lạc vẫn còn duy trì một phần lối sống như từ thời cổ đại. Trong ngày hôm nay, mình sẽ đưa các bạn tham quan bảo tàng quốc gia Ethiopia, nơi lưu trữ bộ xương cổ xưa nhất của loài người trên thế giới. Ngoài ra, còn một loạt những điều lý thú khác gắn liền với lịch sử nhân loại. Đây thực sự là một trong những bảo tàng thú vị nhất trên thế giới. Nào, xin mời các bạn đến với video ngày hôm nay. Mình đang ở cổng bảo tàng quốc gia Ethiopia trong thủ đô Addis Ababa. Trong này sở hữu một bộ xương hóa thạch của loài vượn người. Một bộ xương có tuổi thọ lên đến hơn 3 triệu năm, được coi là bộ xương hóa thạch lâu nhất đại diện cho tổ tiên của loài người. Người ta gọi ở đây là bà tổ của nhân loại. Bộ xương hóa thạch này thì có tên là Lucy. Ok, bảo tàng quốc gia Ethiopia là nơi trưng bày những cái hiện vật đại diện cho cái nền văn hóa của Ethiopia, là một cái nơi gần như là phải đến khi đến đây. Ok, về cơ bản đây là cái bản đồ của Ethiopia nhé. Phần phía bắc này là sở hữu rất là nhiều những cái nhà thờ cổ đại. Nhiều những cái nhà thờ cổ đại. Cái vùng ở đây là thủ đô Addis Ababa này. Đấy. Còn bọn mình đã đi lên cái phía bắc, ở đây là cái khu vực ở sa mạc Danakil. Đây là cái nơi mà Lucy được tìm thấy này. Đấy. Phía nam thung lũng Omo này là cũng đã đi rồi. Đấy. Còn phía bên này thì chưa đi này. Đấy, cái núi lửa mình đi thì nó ở cái đoạn này, còn cái vùng acid thì nó ở đây này. Đấy. Cái khu vực châu Phi này ấy, thì là một trong những cái khu vực gọi là tổ tiên của loài người sinh sống, đặc biệt là cái khu vực quanh Ai Cập, Ethiopia ở đây là cái khởi nguồn của cái sông Nin này này. Đấy, là những cái nơi bắt nguồn của những cái nền văn minh cổ đại đầu tiên. Ngày xưa Ethiopia thì là một cái trong số những cái cường quốc. Đấy, bên cạnh những cái cường quốc rất là nổi tiếng như là La Mã này, Ai Cập này, bên quanh đấy tóm lại tầm thế kỷ thứ 3, thứ 4 rồi Ethiopia là một trong những 6-7 cái cường quốc gì đấy rất là lớn trên thế giới. Đấy, ở đây thì khủng long cũng đã được tìm thấy ở Niger này và rất là nhiều những cái thứ khác. Đấy, cái sinh vật tuyệt chủng rồi ở Nam Phi này. Đây là những cái hàm răng và hàm dưới của một cái loài lợn cổ đại được tìm thấy ở cái vùng Afa, vùng người dân Afa ở miền đông bắc Ethiopia. Theo mô tả đây thì con này nó ăn cỏ thôi. Ôi, trong này nhiều thứ hay quá, không biết là có đủ thời gian để dịch hết cái này không. Rất là nhiều luôn những cái loài sinh vật từ hồi xưa này. Đây là hộp sọ của một cái loài voi lớn đã tuyệt chủng rồi này. Chà, to chưa? Ở đây hay thật đấy, thề luôn. Bên này là một cái răng hàm dưới. Còn bên này là một cái phần gì đấy Google không dịch được. Nôm na đây là cái phần còn lại của một cái tổ tiên của một loài voi. À, loài voi châu Á, tổ tiên của loài voi châu Á này. Hay quá luôn. Trước hết mình phải ra xem Lucy đã. Rồi có thời gian mình sẽ quay lại sau. Ok, đây là nhân vật chính của bảo tàng, hóa thạch Lucy, 3,2 triệu năm, của loài vượn cổ, tổ tiên của loài người. Có khoảng 40% là được tìm thấy thôi. Và sau đấy thì người ta có phục dựng thành một cái hoàn chỉnh. Đấy.
ngắm nhìn tổ tiên của loài người nào. Theo như nghiên cứu thì họ phục dựng thì đã có thể đi lại hoàn toàn là bằng hai chân rồi. Đây là cái hình ảnh phục dựng này. Còn ở đây thì họ mô tả cái quá trình, những cái thông tin về cái Lucy này để mình đã đọc thử thôi mà. Ở đây thì mô tả những cái khoảng thời gian liên quan đến cái việc tìm thấy Lucy này này. Thế thì ở đây là cái đơn vị này là triệu năm nhá. Nãy mình có hỏi rồi. Đây thì 7 triệu năm là những cái loài người sớm nhất là được biết đến này. Đấy. 3,18 triệu năm. Cuộc sống và cái chết của Lucy. Cái xác ướp, cái hóa thạch này. 2,6 triệu năm là những cái cổ vật được tìm thấy ở Ethiopia. Đấy. Ở đây thì 1,8 triệu năm là loài người xuất hiện. Expansion ở bên ngoài châu Phi. Đấy. 0,2 triệu năm là bắt đầu những cái người thời kỳ nó hiện đại hơn rồi đấy. 5.500 năm thì invention of writing, con người bắt đầu viết này. Và ở đây thì họ cũng trưng bày đây là cái quá trình tìm kiếm khảo cổ nó sẽ như thế nào ấy. Thế đầu tiên thì ở đây theo như mô tả ấy thì là có thể là rất tình cờ hoặc có thể là rất là chủ động. Khi người dân thì người ta đào bới, người ta xây nhà, người ta tìm thấy, và các nhà khoa học thì sẽ tiếp cận. Đấy, các nhà khoa học sẽ tiếp cận và đào sới bằng các cái công cụ chuyên dụng. Đấy, sau đấy thì cố gắng là xác định những cái vùng có thể tìm thấy cổ vật để đào bới tìm kiếm. Cùng với đó là bắt đầu là khai quật và rồi tổng hợp thông tin và bắt đầu so sánh những cái và tìm cách, nói chung là tìm cách, theo như mình dịch ở đây thì tìm cách xác định cái niên đại của những cái cổ vật đó, và cuối cùng là đem về phòng trưng bày và sau đấy là công bố thông tin với công chúng. Đây là hình ảnh người ta được phục dựng trở lại này. Theo như mình tìm hiểu thì cái bà vượn người này, bà ấy chết do bị ngã cây nhá. Rất là hài hước. Tiến hóa thành vượn người, tiến hóa thành người rồi và khả năng leo trèo thì kém đi nên bị ngã cây. Bên này không thấy thuyết minh nhưng khả năng thì đây là hình ảnh phục dựng 3D bên ngoài này. Không thấy thuyết minh ở đây nhưng khả năng là thế. Không thể là cái khác được. Đây là hộp sọ của một cái loài trâu thời cổ đại này. Tất nhiên là ở đây đã tuyệt chủng hết rồi. Còn đây là của loài linh dương. Đây là những cái phần còn lại của những cái loài hà mã cổ đại được tìm thấy ở thung lũng Omo, nơi mà những rất nhiều những bộ tộc cổ đại vẫn còn sống. Đây, phần hà mã cổ đại này. Ngoài ra còn rất là nhiều thứ luôn, nhưng mình không có thời gian để tham quan hết. Cực kỳ nhiều thứ luôn. Cái hộp sọ này thì được tìm thấy từ 600.000 năm trước này. Đấy. Và khoảng 8.000 năm trước. 8.000 năm trước là ở Ethiopia này là đã đây là những cái công trình bia mộ này. Trời ơi, tuyệt vời quá. Bảo sao người ta bảo là Ethiopia là một trong những cái nôi của loài người.
Thực sự là hiện vật trưng bày ở đây tuyệt vời quá. Mình chắc là sẽ phải quay lại vào một ngày nào đấy để xem nó kỹ hơn. Nhiều thứ hay quá. Một số những cái thời kỳ từ thời kỳ đồ đá của loài người này. Đầy đủ quá. Ồ, ngoài ra trên này cũng trưng bày những cái tác phẩm hội họa của Ethiopia từ thời rất là xa xưa rồi. Ôi, tuyệt vời quá. This is King Solomon and Queen of Sheba. 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 Yes. Yeah. Saba. Saba. Or we call it Saba or Sheba. Queen of Sheba. She's from Ethiopia and King Solomon from Israel. Yeah, from King. King Solomon. So, King of Ethiopia. After the king died. No. Queen of Sheba, it was the 6th century. How are the king? This is the 20th century. 20? Yeah, 20. Khu này thì có lẽ mình sẽ lướt qua nhanh thôi. Bởi vì thực sự là mình không hiểu lắm về những cái tác phẩm này. Dành cho bạn nào mà dành quay những cái này thôi. Thực sự là không hiểu lắm. Ngoài ra thì bảo tàng này còn trưng bày tầng 2 những cái hiện vật liên quan đến các triều đại của Ethiopia nữa. Trong trong video thì đây là những cái vương miện của hoàng đế và hoàng hậu của các cái vị vua của Ethiopia vào khoảng thế kỷ 19. Trên này mình thấy có ảnh của ông vua Menelik II này. Không biết đây có phải vị vua cuối cùng của Ethiopia hay không? Để mình lát nữa mình sẽ xem. To lên thì nó lại mờ mất rồi. Đây là trang phục quân sự dưới thời hoàng đế Cheodor II. Đây, viết ở trên này. Mình không rõ là ông vua ở thời đại nào lắm. Về sẽ tra sau. Khá là hoành tráng đấy. Đây là lễ phục của công chúa dưới thời thế kỷ 19-20 này. Đẹp, rất là đẹp luôn. Đây là một cái gì đó hình như là cái chỗ cho nhà vua ngồi lên thì phải. Hình như ở đây họ bảo là không được chụp ảnh flash. Khả năng đây là cũng là một cái chỗ, đúng rồi, chỗ ngồi đăng quang của nhà vua và hoàng hậu rồi. Đây, vương miện đây rồi. Đây là trang phục dành cho những cái quan chức cấp cao vào triều đại thế kỷ 19-20. Quanh đây toàn là những cái thế kỷ 19-20 thôi. Trang phục của họ này. Đây là một cái tấm bia dựng ở một cái ngôi mộ cá nhân. Hoa văn các thứ rất là đẹp. Khu này là khu cái trưng bày cổ vật liên quan đến thời kỳ gốm chứ. Thời kỳ gốm là một cái thời kỳ mà là một cái thời kỳ chuyển tiếp rất là bước ngoặt của con người khi mà người ta bắt đầu dùng những cái đồ này để bảo quản thực phẩm. Rất nhiều. Mình không có thời gian để tham quan hết rồi. Nơi cái nôi của loài người. Bảo tàng quá tuyệt vời luôn. Cái này là một cái dạng tìm thấy ở trong cái ngôi đền ở đây nhá. Dành cho các vị thần. Nó giống như cái ngôi đền ở Việt Nam ấy. Cái bệ này là đựng là dành ở các ngôi đền này. Bên cạnh đây thì có hai bức tượng cũng được tìm thấy ở gần đấy. Writing system in language for big Ethiopia, as I told you, we are using Sabian language. Sabian language when spoken in southern Yemen.
Hay thật đấy. And this is altar. Quá hay luôn. Ồ, đây là những cái chữ viết đầu tiên xuất hiện ở Ethiopia vào thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Họ biết viết chữ rất là sớm luôn. Những cái ký hiệu ngôn ngữ của họ mình không hiểu lắm đâu nhé. Nền văn minh của họ đi trước rất là nhiều. Nhưng cũng chả biết thế nào, ngày xưa thì là một cái đế quốc cổ đại như thế, nhưng bây giờ thì lại là một cái quốc gia chưa được phát triển cho lắm. Hy vọng là họ sớm lấy lại phong độ. Bên ngoài bảo tàng cũng trưng bày những cái waka. Waka đây là một cái dạng tượng anh hùng, giống như kiểu tượng anh hùng trong những cái tín ngưỡng thờ cúng của Ethiopia nhé. Đấy, theo như mình tìm hiểu được thì là như vậy. Bên này thì cũng có một cái tấm bia. Rất là to. Đấy. Đây nó mở quá, đâm ra là mình sẽ phóng to rồi về mình phụ đề xem nó là cái gì đó. Bên ngoài cổng bảo tàng này thì cũng có trang bị cái ô tô, có trưng bày cái ô tô đầu tiên ở Ethiopia. Theo như anh Guy nói thì là từ năm 1901. Thực sự bảo tàng của cái đất nước gọi là được gọi là cái nôi của loài người tuyệt vời quá các bạn ạ. Mình đã đi nhiều bảo tàng, nhưng mà thực sự ở đây thì quá tuyệt vời luôn. Toàn những cái hiện vật rồi những cái kiến thức mà gần như là lần đầu tiên mình được tiếp cận. Quá tuyệt vời luôn. Đây chắc chắn là một nơi mà bạn phải đến nhé, khi đến Ethiopia hoặc là khi đến Addis Ababa. Tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Không còn từ gì để diễn tả.